Hôm nay tôi xin gửi đến quý độc giả bài luận hai góc nhìn quan trọng về cái chết của con trẻ. Góc nhìn A, bài luận của Tạ Thị Mai Hương, nói với học trò nhân một sự kiện buồn. Ngày 1 tháng 4 vừa qua, hình ảnh cậu học sinh lớp 11 lao ra khỏi ban công chung cư để kết thúc cuộc sống đã khiến dư luận bàng hoàng. Cô không bàn đến ai đúng, ai sai, sai ở đâu, trong phạm vi bài viết nhỏ này, chỉ muốn gửi đến các em, học trò của cô, cũng như con cô những lời thống thiết sau. Các con thường oán bố mẹ không hiểu mình, nhưng các con có từng thật sự thấu hiểu bố mẹ mình hay chưa? Khi người cha làm thợ xây về nhà sau một ngày dãi nắng cháy da, đôi tay sưng phù, mồ hôi đóng vẩy trên áo, thì con ông ấy đang làm gì? Lúc thì nó đang chơi điện tử, lúc nó đang mua bộ đồ mới, lúc nó ngồi ăn bim bim nghe nhạc của thần tượng Hàn Quốc xa lạ. Nó đòi mua điện thoại cả chục triệu mà không biết, sáng nay bố nó còn nhịn đói đi làm. Khi người mẹ làm y tá trở về nhà sau đêm trực thức trắng, phở phạc, rời rã, từng thớ cơ như rơi rụng, thì con gái cô ấy đang làm gì? Nó có tới bóp vai cho mẹ, hỏi mẹ nổi một câu, mẹ có mệt không, hay không? Các con hãy nhớ, mọi thứ đều phải đến từ hai phía. Khi các con chưa biết quan tâm và biết ơn bố mẹ, thì mọi sự đòi hỏi là vô lý. Các con thường luôn kêu gào là áp lực, nhưng chẳng phải kim cương khác với than đá ở chỗ nó đã chịu áp lực cực lớn hay sao? Nguyễn Du không có 10 năm thập tải phong trần, gia biến, lầm than, thì làm sao có chuyện kiều, làm sao vang danh đại thi hào? Con muốn đời mình đáng giá như kim cương hay nhạt nhòa như than vụn, tất nhiên cô không đồng tình với những áp lực đến mức phi lý, nhưng con phải hiểu rằng, chẳng có thứ gì đến dễ dàng cả. Không học hành, học cả sách vở và đời sống thì không thành tài, không trải qua gian lao thì không trưởng thành, không cho đi thì không được nhận lại, đây là quy luật. Con thường trách bố mẹ không nhẹ nhàng với con, không tâm lý, lắng nghe, dịu dàng, nhẫn nại, thế khi đứa em nghịch cặp sách của con đã làm gì, có phải con đã ngay lập tức gào thét ầm ĩ, cút ra chỗ khác, tao đánh chết mày bây giờ? Hay không, thế khi bố mẹ vừa hỏi thăm vài câu, có phải con đã gắt gỏng lên, kệ con, bố mẹ biết gì mà cứ hỏi lắm thế? Ồ, con nói xem, rốt cuộc thì ai đáng trách? Người lớn không phải tự dưng mà lớn, mà là những vết chai sạn, những sẹo tổn thương, cứ lớn lên theo năm tháng, ở cơ quan 8 tiếng, đôi khi phải chạy vào nhà vệ sinh lén lau nước mắt. Về đến nhà, bố mẹ già ốm đau cần núi tiền đi viện, cần người chăm sóc, họ hàng đình đám cần tới làm giúp, đống hóa đơn điện nước mạng cần thanh toán, sắp tới giờ ăn cần tiền đi chợ, cuối học kỳ đến nơi. Con cần tiền đóng học, bộ quần áo nhiều năm đã cũ cần mua mới, điều hòa hỏng cần thay, xe máy thủng lốp, cần sửa. Đôi khi, đến ăn còn nhịn, thở còn gấp, ngủ còn tranh thủ chợp mắt, họ làm sao còn đủ thời giờ học những cách làm bố làm mẹ hiện đại nhất, mới nhất, tâm lý nhất, tiên tiến nhất, nhưng họ lại có một thứ mà dù cả tỷ người kia muốn học cả đời không làm nổi. Đó là yêu thương con họ vô hạn. Thế nên, bước ra khỏi vòng tay bố mẹ, con không bao giờ tìm nổi người thứ hai yêu thương con và hy sinh vì con như thế đâu. Con đừng coi hành động của nam sinh lớp 11 kia là cách hay để dọa bố mẹ, để khiến bố mẹ phải hối hận, hay chí ít thì hiện tại phải chiều chuộng mình hơn. Sẽ chỉ có cánh cửa địa ngục với đòn tra tấn xẻ ra dóc xương nấu thịt đang chờ những đứa con bất hiếu thôi. Nếu như phải chết khi còn trẻ, thì hãy lấy máu mình tắm lên vinh quang lá cờ tổ quốc, hay dùng mạng mình mà cứu được người, đừng chết một cách vô nghĩa như cách mà nhiều kẻ ngu muội, vô tri đang làm. Khi cô bằng tuổi con, cũng từng bị bố mẹ cho ăn đòn nhiều lần, bị mắng nhiều trận, cô đã viết ra cả trăm trang nhật ký để đau đáu một điều, rốt cuộc thì bố mẹ có thương mình hay không, mình có nên sống không? Thế nhưng, khi cô ốm nặng, nằm giường bệnh giữa đêm, lén nghe thấy tiếng mẹ khóc, còn bố thì nói, dù có phải bán mạng,
anh cũng sẽ lo cho con. Lúc ấy, cô đã hiểu, sự nghiêm khắc của họ, cái roi của họ, câu mắng của họ, là một dạng đặc biệt của tình yêu. Hãy biết đặt mình vào vị trí bố mẹ, chắc chắn thay vì oán trách, con sẽ thấy biết ơn. Góc nhìn Bi, bài luận của một học sinh cấp 3. Viết cho người lớn, những người luôn trách chúng con không chịu chia sẻ nhưng chưa bao giờ thật sự lắng nghe. Có con mới hiểu lòng cha mẹ, nhưng những người cha người mẹ đã từng là con trẻ liệu có thật sự hiểu lòng chúng con? Con đọc được bài viết của cô Tạ Thị Mai Hương. Cô nói rằng áp lực tạo nên kim cương, thuyết phục chúng con phải biết chịu đựng, chấp nhận, sống chung với nỗi đau thay vì trốn chạy, và người lớn là vì trải qua đau khổ nên mới trưởng thành. Tự nhiên con chợt nghĩ, vậy nếu một đứa trẻ lớn lên từ tình yêu thương, cảm thông, thấu hiểu và sẻ chia thì sẽ như thế nào? Có một câu này cô nói đúng, cả người lớn lẫn trẻ con đều cần học cách thấu hiểu nhau. Nhưng thấu hiểu để thay đổi chứ không phải thấu hiểu để chấp nhận, đã đến lúc ta cần thay đổi cách thức yêu thương. Chúng con cần hiểu cha mẹ vất vả nuôi chúng con lớn khôn, để có ý thức chăm chỉ học hành hơn, nỗ lực hơn và sống có trách nhiệm hơn với bản thân và gia đình. Chứ không phải hiểu để chấp nhận rằng chúng con xứng đáng chịu đau đớn vì cha mẹ cũng từng như thế, hay chúng con xứng đáng là nơi cha mẹ trút những gánh nặng cuộc sống, công việc bằng cách trách mắng, đánh đập vô lý vì cha mẹ còn khổ hơn gấp bội. Chúng con cần hiểu cuộc sống sẽ rất khó khăn, để học cách mạnh mẽ và tin rằng dù bão tố ngoài kia có lớn ra sao, có tàn nhẫn ra sao thì vẫn có vòng tay bố mẹ chở che, vẫn có gia đình là bến đỗ. Chứ không phải vì sau này xã hội sẽ vùi dập con, dẫm đạp con nên hãy quen với sự ngược đãi đi, dăm ba lời mắng chửi, dăm ba cái tát có là gì. Bởi vì cha mẹ đã từng đau, đã từng tổn thương không có nghĩa chúng con cũng phải như vậy mới có thể trưởng thành. Chúng con hoàn toàn có thể lớn lên, tử tế, có trách nhiệm, giỏi giang và thành đạt trong tình yêu thương, thấu hiểu và sẻ chia thay vì những trận đòn roi, những lời mắng nhiếc, sự đay nghiến và phủ nhận nếu cha mẹ cho chúng con cơ hội đó. Chẳng có người bố người mẹ nào muốn hại con, nhưng cũng đâu có người con nào tự nhiên muốn ngỗ ngược, lầm lì, tự nhiên muốn xa cách bố mẹ, tự nhiên muốn chết. Chúng con không chỉ cần được yêu thương, mà còn cần được yêu thương đúng cách. Xin đừng coi cái chết của một trẻ em vị thành niên là lời thách thức, làm ơn, chúng con không thách thức ai cả, chúng con đang kêu cứu,